Địa điểm thứ nhất, sân vui chơi thể thao phường, địa điểm khu dân cư Cống Ngóc Bến Xe, có diện tích 3.000 m2, gồm toàn bộ khu vực sân bê tông, có chỗ đỗ xe, còn hệ thống điện nước, khu vệ sinh được các nhà dân bên cạnh khu vực sân tạo điều kiện giúp đỡ. Địa điểm này có thể dễ dàng tổ chức tiệc cưới với số lượng khách lớn. Nơi đây có không gian rộng rãi và cảnh quan đẹp, hứa hẹn sẽ là địa điểm lý tưởng cho tổ chức các sự kiện lớn như tiệc cưới. Nhân dân có nhu cầu tổ chức đám cưới, liên hệ với bà Nguyễn Thị Hà, công chức văn hóa xã hội phường Thọ Xương. Số điện thoại 0904 137897. Địa điểm thứ hai, nhà văn hóa tổ dân phố Tiền, địa chỉ tại trục đường chính tổ dân phố Tiền, phường Thọ Xương, với tổng diện tích 600 m2, bao gồm nhà cấp 4 rộng 130 m2, sân lát gạch rộng 170 m2, sân bê tông có mái vòm rộng 300 m2. Địa điểm có đầy đủ hệ thống điện nước, nhà vệ sinh. Đây cũng sẽ là điểm cưới khá lý tưởng để người dân tổ chức đám cưới. Nhân dân khi có nhu cầu có thể liên hệ với ông Nguyễn Văn Chiến, tổ trưởng tổ dân phố Tiền, theo số điện thoại 0984064572. Địa điểm thứ ba, sân thể thao đình Chùa Vẽ trên đường Lều Văn Linh, tổ dân phố Tiền. Công trình gồm toàn bộ sân bê tông, có tổng diện tích 400 m2. Khi có nhu cầu tổ chức tiệc cưới, gia chủ có thể liên hệ với những nhà dân liền kề để được cung cấp hệ thống điện nước, vệ sinh. Ngoài ra, địa điểm này gần đình Chùa Vẽ nên thực khách đến dự đám cưới cũng có thể đỗ xe tại sân đình chùa rộng rãi và được tham quan chiêm bái cảnh chùa. Người dân nếu muốn tổ chức đám cưới ở điểm này, liên hệ với ông Nguyễn Văn Chiến, tổ trưởng tổ dân phố Tiền, theo số điện thoại 0984064572. Địa điểm thứ tư, sân trường 37, địa chỉ tại ngõ 20A, ngách 53, đường Phùng Trạm, tổ dân phố số 2, phường Thọ Xương. Công trình gồm sân bê tông với tổng diện tích 300 m2, trong đó có đầy đủ nhà vệ sinh, có khu vực bếp rộng 250 m2, có mái vòm cùng đầy đủ hệ thống điện nước. Địa điểm này khá phù hợp khi tổ chức những đám cưới có quy mô nhỏ. Khi cần, người dân có thể liên hệ với ông Ngô Xuân Cương, tổ trưởng tổ dân phố số 2, số điện thoại 0986 231 400. Địa điểm thứ năm, nhà văn hóa tổ dân phố số 1, địa chỉ tại tổ dân phố số 1, phường Thọ Xương. Công trình có tổng diện tích 400 m2, bao gồm nhà cấp 4 cùng hai sân bê tông, có đầy đủ hệ thống điện nước, khu vệ sinh. Nơi đây cũng sẽ là sự lựa chọn phù hợp cho nhân dân tổ 1, phường Thọ Xương khi tổ chức những đám cưới có quy mô vừa và nhỏ. Khi cần, liên hệ với ông Hoàng Trọng Thắng, tổ trưởng tổ dân phố số 1, số điện thoại 0347 952 538. Địa điểm thứ 6, sân vui chơi cộng đồng phường Thọ Xương, địa chỉ tại tổ dân phố Hòa Yên. Công trình bao gồm sân bê tông rộng rãi với tổng diện tích 1.200 m2. Ngoài ra, hệ thống điện nước, khu vệ sinh sẽ được nhà chùa Hòa Yên tạo điều kiện cung cấp. Đây là địa điểm khá lý tưởng cho việc tổ chức tiệc cưới, đặc biệt là những đám cưới có quy mô lớn, hàng trăm mâm cỗ. Địa điểm này thời gian qua đã có nhiều đám cưới của nhân dân địa phương tổ chức tại đây. Nhân dân có nhu cầu, mọi thông tin xin liên hệ với ông Hà Đức Tín, tổ trưởng tổ dân phố Hòa Yên, theo số điện thoại 0866 438 669. Địa điểm thứ 7, nhà văn hóa tổ dân phố số 6, địa chỉ tại ngõ 203 đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương. Công trình có tổng diện tích 850 m2, bao gồm sân lát gạch có mái vòm rộng 600 m2, nhà cấp 4 rộng 200 m2, cùng đầy đủ cơ sở vật chất, khu vệ sinh và điện nước. Địa điểm này cũng khá thích hợp cho những đám cưới với quy mô số lượng nhiều mâm cỗ. Do đó, nơi đây không chỉ là điểm tổ chức đám cưới quen thuộc đối với nhân dân tổ dân phố số 6, mà còn đối với các tổ dân phố lân cận khác trên địa bàn. Khi cần, người dân có thể liên hệ với ông Trần Quốc Toản, tổ trưởng tổ dân phố số 6, theo số điện thoại 0912 418 301. Địa điểm thứ 8, nhà văn hóa tổ dân phố Cung Nhượng 1, địa chỉ tại tổ dân phố Cung Nhượng 1, phường Thọ Xương. Công trình có tổng diện tích 500 m2, gồm nhà cấp 4 và sân bê tông, đồng thời có đầy đủ điện, nước, khu vệ sinh.
địa điểm có không gian khá thoáng đãng cùng cảnh quan đẹp. Đây sẽ là nơi lý tưởng để tổ chức những đám cưới có quy mô vừa và nhỏ. Khi cần, người dân có thể liên hệ với ông Nguyễn Mạnh Cường, tổ trưởng tổ dân phố công nghiệp 1 theo số điện thoại 0914 144 661. Địa điểm thứ 9, nhà văn hóa tổ dân phố Cung Nhượng 2, địa chỉ tại đường Trần Đắc Tuyển, tổ dân phố Cung Nhượng 2, phường Thọ Xương. Công trình có tổng diện tích 300m², gồm nhà cấp 4, sân bê tông, có đầy đủ hệ thống điện nước, khu vệ sinh. Nơi đây phù hợp với những đám cưới có quy mô nhỏ, khoảng trên dưới 30 mâm cỗ. Khi cần, người dân có thể liên hệ với ông Nguyễn Xuân Thung, tổ trưởng tổ dân phố Cung Nhượng 2, theo số điện thoại 0387 431 270. Trong thời gian tới, khi các nhà sinh hoạt văn hóa được hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa và đi vào sử dụng, Ủy ban nhân dân phường Thọ Xương sẽ tiếp tục trình Ủy ban nhân dân thành phố để phê duyệt các điểm tổ chức đám cưới mới, qua đó đáp ứng nhu cầu tổ chức sự kiện tiệc cưới cho nhân dân trên địa bàn phường.